Vừa qua thì cư dân mạng chia sẻ một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc của một người đàn ông sau khi xô ngã con khỉ xuống dưới hồ, thì người đàn ông này đã bị con vật rượt đuổi và dạy cho một bài học nhớ đời. Cụ thể thì một nam du khách đã đùa nghịch quá trớn khi lén đẩy một con khỉ xuống dưới nước. Thật không may cho anh ta rằng con khỉ đã lập tức bật lại và đuổi theo. Sau đó thì nam thanh niên phải bỏ chạy thục mạng và trốn vào trong ngôi đền. Tuy nhiên thì có hai con khỉ vẫn đuổi theo. Chứng kiến màn rượt đuổi này thì rất nhiều du khách có mặt đã không khỏi bật cười. Được biết thì nam thanh niên này chỉ thoát nạn khi được các du khách hỗ trợ đuổi hai con khỉ đi. Tuy nhiên thì trên tay và mặt anh ta có rất nhiều vết xước và chắc chắn anh ta đã có một bài học nhớ đời khi chơi đùa nhầm đối tượng. Sau khi đoạn clip được đăng tải thì một số người đã lên án hành vi đùa nghịch của nam thanh niên và cho rằng anh ta xứng đáng nhận một bài học như thế.